động và tự hào mỗi khi thiếu nhi chúng em cất vang ca khúc tiếng quân ca. Bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 đến năm 1946, tiếng quân ca được lựa chọn thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài hát được vang lên trên những chặng đường đánh giặc, trong mỗi chiến thắng vang dội và trên những đau thương mất mát mà dân tộc ta đã phải chịu đựng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Những tấm gương anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, chúng em chỉ được nghe qua các câu chuyện, những bài học lịch sử để cảm nhận sự hy sinh anh dũng đó. Để nâng cao tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động ý nghĩa theo chủ đề Thiếu nhi An Nhơn tự hào truyền thống, tiến bước liên đoàn, chúng em, những học sinh của trường tiểu học số 2 phường Bình Định đã đến tham quan các địa điểm đỏ của thị xã An Nhơn. Điểm đến đầu tiên là khu di tích lịch sử chi bộ Hồng Lĩnh, di tích thuộc thôn Đại An, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thị xã An Nhơn 13 km về phía tây và thành phố Quy Nhơn 35 km về phía tây bắc. Di tích có tên gọi là Hòn Chùa. Hòn Chùa là nơi sinh ra một trong những tổ chức cộng sản của đảng bộ tỉnh Bình Định, đó là chi bộ Hồng Lĩnh, tiền thân của đảng bộ huyện Bình Khê, Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát sau này. Sự ra đời của chi bộ có ý nghĩa lớn lao đối với đảng bộ, ghi nhận một giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng tỉnh Bình Định. Trên mảnh đất năm xưa ấy, dù rằng không thể để lại dấu tích gì, nhưng những giá trị về một sự kiện lịch sử vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân và thế hệ trẻ thiếu nhi nhi đồng chúng em. Điểm đến thứ hai của chúng em đó là khu di tích cột cờ thành Bình Định xã Nam Gia Long thứ 14 năm 1815. Khu di tích cột cờ nằm trên địa bàn phường Bình Định, là thủ phủ và là trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh Bình Định dưới triều Nguyễn năm 1908. Nơi đây đã diễn ra cuộc đấu tranh chống thế rất sôi động của nhân dân Bình Định, do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo. Năm 1946, thành Bình Định bị tháo dỡ trong tiêu thể kháng chiến. Cột cờ là di tích còn lại đến ngày nay. Di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng ngày 20 tháng 5 năm 2005. Và điểm đến cuối cùng chính là đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi ghi công tưởng nhớ tới các anh hùng đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hành trình đến thăm các địa chỉ đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vùi đắp thêm lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ và thiếu niên nhi đồng chúng em. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ linh thiêng này, chúng em tự hào hát vang lên quốc ca của Tổ quốc Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng em những thế hệ thiếu niên nhi đồng, tương lai của đất nước, sẽ nguyện tiếp bước cha anh đi trước, cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh, vinh quang và giàu đẹp, vì một tương lai sánh vai cùng các cường quốc Nam châu. Như lời dạy của Bác Hồ, chúng em sẵn sàng.